Cô chào các con. Hôm nay cô và các con tiếp tục học bài ở nhà, bài 53. Bài 53 của môn học vần có hai vần, đó là vần ăn và vần ân. Cô và các con tìm hiểu vần thứ nhất. Vần ăn. Vần ăn gồm có ba con chữ ghép lại, con chữ Á, con chữ N và con chữ G. Nhưng nó có hai âm là âm Á và âm Ngờ. Âm Á đứng trước và âm Ngờ đứng sau. Chúng ta đánh vần Á Ngờ ăn. Á Ngờ ăn. Các con đọc trơn. Ăn. Ăn. Vần ăn có trong tiếng Măng. Các con đánh vần mờ ăn măng. Mờ ăn măng. Mờ ăn măng. Đọc trơn là măng. Các con đọc lại. Á ngờ ăn. Mờ ăn măng. Á ngờ ăn. Mờ ăn măng. Đọc trơn là măng. Tiếng măng có trong từ măng tre. Măng tre. Các con đọc lại. Măng tre. Măng tre. Các con quan sát tranh vẽ. Đây là bức tranh vẽ bụi tre. Đây là bụi tre. Tre mọc rất là thẳng và đốt rất là to. Người ta dùng tre này để ngâm xuống nước khoảng 6 tháng không bị mọt. Một người ta có thể dùng làm cột nhà và chuồng trâu, chuồng bò, vân vân. Rồi còn nếu mà măng tre mà còn tươi, người ta chẻ ra dùng làm đan phên, đan thúng, đan mũ, đan đòn gánh. Rất là tốt, rất là tiện lợi. Còn đây là một băng. Một băng vừa mục và mới vừa nhú lên ở thân cây tre này. Vừa mới nhú lên người ta gọi nó là măng. Rồi khi lớn cao lên người ta gọi là tre. Măng này người ta dùng chặt lúc non là đem về bóc vỏ, luộc đi. Luộc thật kỹ rồi có thể làm nộm, có thể muối chua, có thể xào, nấu, kho, vân vân. Măng ăn rất là ngon. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy bình luận cảm ơn ở phía bên dưới để chúng tôi có thêm nhiều động lực để làm ra được những video hay hơn nữa nhé. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào cái hình chuông ở phía bên cạnh để xem được những video sớm nhất. Đây là từ biểu hiện từ măng tre. Các con đọc cho cô. Mờ ăn măng, trờ e tre, măng tre. Các con đọc lại. Măng tre. Chúng ta đọc. Á ngờ ăn, mờ ăn măng, măng tre. Chúng ta đọc lại. Á ngờ ăn, mờ ăn măng, măng tre. Chúng ta sang tranh thứ hai. Vần thứ hai cũng gồm có ba âm ghép lại. Âm ở đứng trước, âm n đứng giữa và âm g đứng cuối. Nhưng nó có hai âm. Ta đánh vần ở ngờ ân. Ở ngờ ân. Các con đọc lại. Ở ngờ ân. Đọc trơn là ân. Ân. Ta có vần ân rồi, ghép thêm âm tờ và thêm dấu thanh huyền, ta được tiếng tầng. Cả cô và các con sẽ đánh vần tờ ân tân huyền tầng. Tờ ân tân huyền tầng. Tờ ân tân huyền tầng. Đọc trơn là tầng. Các con đọc lại. Ở ngờ ân. Tờ ân tân huyền tầng. Ở ngờ ân. Tờ ân tân huyền tầng. Tiếng tầng có trong từ nhà tầng. Nhà tầng. Nhà tầng. Con đọc lại. Ở ngờ ân. Tờ ân tân huyền tầng. Nhà tầng. Chúng ta đọc lại. Ở ngờ ân. Tờ ân tân huyền tầng. Nhà tầng. Các con quan sát tranh 2. Đây là tranh vẽ nhà được xây rất là cao, có nhiều lầu, nhiều tầng, người ta gọi là nhà cao tầng. Nhà cao tầng. Đấy. Rồi.
Nhà cao tầng này thường là người ta làm chung cư hoặc là những cơ quan làm việc, vân vân. Đây là nhà cao tầng. Đây là từ thể hiện chữ viết của nhà tầng, các con đọc nhờ a nha huyền tà nhà tờ ân tân huyền tầng nhà tầng. Nhà tầng các con đọc lại ở ngờ ân tờ ân tân huyền tầng nhà tầng ở ngờ ân tờ ân tân huyền tầng nhà tầng. Tiếng tầng có vần ân. Hôm nay các con học, cô và các con đọc bài. Bài hôm nay các con học có hai vần, đó là vần á ngờ ăn ở ngờ ân. Thì hai vần này giống nhau điểm gì, các con có biết không? Giống nhau được kết thúc bằng âm ngờ. Khác nhau vần ăn có âm á, vần ân có âm ở. Cô và các con bắt đầu đọc bài. Á ngờ ăn, mờ ăn măng, măng tre. Á ngờ ăn, mờ ăn măng, măng tre. Ở ngờ ân, tờ ân tân huyền tầng, nhà tầng. Ở ngờ ân, tờ ân tân huyền tầng, nhà tầng. Chúng ta sang phần luyện từ. Từ thứ nhất, rờ ăn răng nặng rặn, giờ ưa dưa huyền dừa, rặn dừa, các con đọc lại, rặn dừa. Từ tiếp hai theo chúng ta học, phờ ăn phăng hỏi phẳng, lờ ăn lăng nặng lặn, phẳng lặng, các con đọc lại, phẳng lặng. Từ tiếp theo, vờ ân vân huyền vần, chờ ăn trăng, vầng trăng, các con đọc lại, vầng trăng. Vầng trăng thường hay có vào ban đêm, thường hay xuất hiện vào những ngày 13, 14, 15, 16. Và đêm 16 là đêm trăng tròn nhất, còn những đêm kia là trăng còn đang khuyết. Từ tiếp theo, nờ ân nâng, nờ yêu niu, nâng niu, các con đọc lại, nâng niu. Khi các con còn nhỏ, bố mẹ thường hay ẵm bồng nâng niu các con, sợ các con té. Hoặc là bài viết của các con được điểm 10, các con thường hay nâng niu lên và có vẻ vui mừng, rất là vui. Chúng ta nâng niu từng những cái gì mà ta quý, hoặc là những đồ chơi mà bố mẹ mua cho các con thường hay giữ gìn cẩn thận, nâng niu nó, không làm cho nó bể, hư hỏng, người ta gọi là nâng niu. Chúng ta đọc lại từ. Rờ ăn răng nặng rặn, giờ ưa dưa huyền dừa, rặn dừa. Phờ ăn phăng hỏi phẳng, lờ ăn lăng nặng lặng, phẳng lặng. Vờ ân vân huyền vần, chờ ăn trăng, vầng trăng. Nờ ân nâng, nờ yêu niu, nâng niu. Chúng ta sang phần luyện viết. Á ngờ ăn, ở ngờ ân, mờ ăn măng, trờ e tre, măng tre. Nhờ a nha huyền nhà, tờ ân tân huyền tầng, nhà tầng. Qua phần luyện viết, các con thấy những con chữ được viết năm ly là G và H. Những con chữ được viết ba ly là chữ T. Riêng con chữ R được nhỉnh thêm 1/2 ly. Tất cả các con chữ còn lại đều chỉ viết hai ly. Riêng âm R thì hai ly và nhỉnh thêm 1/2 ly ở nét xoắn. Cô và các con đọc lại. Ăn, ân, măng tre, nhà tầng. Chúng ta qua trang 2, quan sát bức tranh thứ nhất. Đây là bức tranh vẽ gì? Đây là bức tranh vẽ những rặng dừa được trồng ở xung quanh bờ biển. Và đây là biển.
Đây là biển và đây là núi. Đây là vầng trăng đã hiện lên. Đây là nhà cửa ở xóm làng gần biển. Vầng trăng đã xuất hiện thì ý nói là vào ban đêm. À, ban đêm thì trăng mới bắt đầu mọc lên. Cô và các con sẽ đọc nội dung bài. Vờ ân vâng huyền vầng, trờ an trăng, hờ in hiên nặng hiện, lờ ên lên, sờ ao sao, rờ ăn răng nặng rặng, giờ ưa dưa huyền dừa, cờ uôi cuôi sắc cuối, bờ ai bai ngã bãi. Các con đọc câu thứ nhất. Vầng trăng hiện lên sau rặng dừa cuối bãi. Câu này rất dài, cô ngắt ngay chỗ chữ hiện lên. Vầng trăng hiện lên sau rặng dừa cuối bãi. Chúng ta đọc lại. Vầng trăng hiện lên sau rặng dừa cuối bãi. Chúng ta qua câu 2. Sờ âm xăng sắc sóng, vờ ô vô ngã vỗ, bờ ơ bơ huyền bờ, rờ y ri huyền rì, rờ ao rao huyền rào, rờ y ri huyền rì, rờ ao rao huyền rào. Câu này có dấu phẩy nghỉ ngắt hơi và dấu chấm cuối câu. Chúng ta đọc. Sóng vỗ bờ rì rào, rì rào. Chúng ta đọc lại. Sóng vỗ bờ rì rào, rì rào. Chúng ta đọc lại. Sóng vỗ bờ rì rào, rì rào. Chúng ta bắt đầu đọc. Vầng trăng hiện lên sau rặng dừa cuối bãi. Sóng vỗ bờ rì rào, rì rào. Chúng ta đọc lại lần nữa cho thuộc. Vầng trăng hiện lên sau rặng dừa cuối bãi. Sóng vỗ bờ rì rào, rì rào. Chúng ta sang tranh luyện nói. Tranh luyện nói vẽ gì các con? Đây là mẹ, đây là em và đây là em bé của em. Khi mẹ đi công việc hoặc mẹ đi làm, mẹ dặn con ở nhà làm những việc gì? Cô và các con lắng nghe. Vợ ân vâng, lờ ơi lơi huyền lời, chờ a cha, mờ em e nặng mẹ. Đây cũng có dấu phẩy ngắt hơi. Chúng ta đọc. Vâng lời cha mẹ. Các con đọc. Vâng lời cha mẹ. Chúng ta đọc. Vâng lời cha mẹ. À, vậy trong bức tranh này bé đã vâng lời những điều gì? À, bé đang làm gì? Bé đang ẵm em, trông em giúp mẹ để mẹ đi làm. Và bố mẹ thường khuyên các con điều gì? À, bố mẹ thường khuyên dạy bảo các con những điều hay. À, ví dụ dạ khi đi làm dặn con ở nhà, hôm nay con ở nhà nhớ làm bài tập toán hoặc bài tập tiếng Việt, hoặc là con nhớ đọc bài hoặc là con viết bài. Thì con biết vâng lời cha mẹ thì con ở nhà phải hoàn thành những bài mà bố mẹ dặn, hoặc là bố mẹ dặn con ở nhà con nhớ trông em nhé, thì con phải trông em cẩn thận, tránh để em té ngã hoặc là em sẽ nghịch là gây nguy hiểm. Ví dụ như ở nhà gồm có điện đài hoặc là nước sôi vân vân, rất là nguy hiểm, các em té ngã nguy hiểm, hoặc là leo trèo lên cao các em ngã xuống cũng rất là nguy hiểm. Con biết vâng lời cha mẹ phải biết giữ gìn em bé và vâng lời cha mẹ làm những điều mà cha mẹ đã dặn dò vân vân. Những bạn mà biết nghe lời cha mẹ, biết vâng lời cha mẹ, biết nghe lời cha mẹ làm những việc mà cha mẹ dạy dặn dò thì đó là những đứa con ngoan. Các con đọc lại. Vâng lời cha mẹ.
Các con đọc lại. Vâng lời cha mẹ. À, cô và các con đọc lại bài. Ả ngờ ăn, mờ ăn măng, măng trê. Ả ngờ ăn, mờ ăn măng, măng trê. Ở ngờ ân, tờ ân tân huyền tầng, nhà tầng. Ở ngờ ân, tờ ân tân huyền tầng, nhà tầng. Chúng ta sang phần luyện từ. Rờ ăn răng nặng rặng, giờ ưa dưa huyền dừa, rặng dừa. Phở ăn phăng hỏi phẳng, lờ ăn lăng nặng lạng, phẳng lạng. Phở ăn phăng hỏi phẳng, lờ ăn lăng nặng lạng, phẳng lặng. Vờ ân vân huyền vần, trờ ăn trăng, vần trăng. Nờ ân nâng, nờ yêu niêu, nâng niêu. Ả ngờ ăn, ở ngờ ân, măng tre, nhà tầng. Các con đọc lại. Ăn, ân, măng tre, nhà tầng. Chúng ta sang phần tiếp theo. Vợ vầng trăng hiện lên sau rặng dừa cuối bãi, sóng vỗ bờ rì rào, rì rào. Chúng ta đọc lại. Vầng trăng hiện lên sau rặng dừa cuối bãi, sóng vỗ bờ rì rào, rì rào. Vâng lời cha mẹ. Vâng lời cha mẹ. Qua phần luyện nói và chúng ta đã đọc câu, thì những tiếng nào có vần hôm nay các con học? Tiếng vần có vần ân. Tiếng trăng có vần ăn. Tiếng rặng có vần ăn. Tiếng vâng có vần ân, đó là những tiếng có mang vần ăn, vần ân. Hôm nay các con học, bài học của các con đến đây đã hết rồi. Các con cố gắng đọc nhiều lần để tốc độ bài đọc của các con sẽ nhanh hơn. Cô chúc các con học giỏi. Cô chào các con, hẹn các con ở tiết sau nữa. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy bình luận cảm ơn ở phía bên dưới để chúng tôi có thêm nhiều động lực để làm ra được những video hay hơn nữa nhé. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào cái hình chuông ở phía bên cạnh để xem được những video sớm nhất.